Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Zero Win, Zero và Tần Kinh My. Rất vui vì hôm nay chúng ta được gặp nhau với những clip. Hiện tại mình đang có mặt tại studio hoặc huyền thoại. Cho nên anh em cũng đã biết mình hôm nay sẽ sau cái gì rồi đúng không? Tiếp thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series sau hoạt thôi. Và những cái bạn mà có comment thì hãy cố gắng chờ đợi nhé. Mình sẽ sau nhanh thôi và sẽ đến lượt anh em thôi. Còn những bạn nào mà chưa tham gia status này thì anh em có thể comment ở bên dưới status và sau đó gửi đích qua Facebook cho mình. Link status mình sẽ để phần mô tả, anh em có thể kéo xuống và thấy. Ngoài ra thì chúc anh em một ngày vui vẻ. Xem clip mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe đăng ký kênh hộ cho mình. Rồi, cảm ơn anh em. Với lại có quảng cáo hiển thị thì anh em nhớ click vào quảng cáo để ủng hộ cho mình. Thế thôi, rất là đơn giản thôi anh em, không có gì gọi là khó khăn cả. Rồi, bây giờ hôm nay thì mình sẽ sau tiếp theo cho bạn. Đó là bạn tiếp theo là bạn Khải Nát. Bạn Khải Nát này thì hình đại diện không có luôn anh em, ảnh bìa cũng không có luôn. Chỉ có một cái viền của một người nam. Chứng tỏ đó là lúc mời lập Facebook thì chọn là giới tính nam cho nên nó ra vậy. Còn chọn giới tính nữ thì nó sẽ ra hình có tóc của giống như là hình gái, nhìn vô biết liền đúng không anh em. Rồi, mình sẽ sao cho bạn Khải Nát nha, để xem ạc bạn có nát hay không. Ok anh em. Thì nói chung là mình đã quay trở lại và có một cái điều đặc biệt đây nữa, đó chính là những cái con chuyện hôm nay mình có thấy là những cái con ạc mà chưa có lập mật khẩu cấp 2 để đăng nhập trong số 8 là được lập nè anh em. Wow, thời gian trước thì như là không được. Để có thể đăng nhập vào game sau 27 tháng 4 2018 yêu cầu các bạn hãy nhập mật khẩu cấp 2 này. Không biết là nó có cho lại hay không, hay là sao mà chuyện của ạc này đợt này vô nó lại cho nè anh em. Chứ tòa ạc này chưa lập nè, cho nên mình sẽ lập luôn. Nhân tiện là con ạc này sẽ thuộc về mình. Ngon lành nha anh em. Lập sao cho dễ nhớ ta. Ok, nói chung là lập giống đích mình đi. Đó, khi nào mà chủ hoạt liên hệ mình thì mình sẽ đưa lại bát. Rồi, cập nhập coi như xong nha anh em. Đó, mật khẩu đã được cập nhập. Suy ra là cái này giờ muốn đăng nhập mình sớm play là phải có mật khẩu cấp 2 của mình nè. Đó. Hạt của bạn Khải Nát này thì chơi bên server Jimmy và server Jimmy server 108 đảo thượng luyện 3. Rồi ok, giờ mình sau cho bạn luôn. Nói chung là không biết là những bạn nào mà chưa có bát á thì anh em có thể truy cập vào xem thử sao nha. Biết đâu nó có thể cho tạo được bằng khẩu cấp 2 để anh em có thể truy cập ấy. Rồi ok. Cấp 111, lực chiến là 863k và VIP là VIP 4, số tiền đã nạp vào là 220.000, 229.000. Tên nhân vật là Khải Bom 04. Khải Bom à? What the hell, tên này chém gió nhiều quá chăng cho nên đặt Khải Bom. 863k là cũng ghê rồi. Nói chung là tân thủ thời xưa rồi cày được giày cũng là ghê rồi anh em. Trận hình thì bao gồm mà Ken Haki, Kiya Haki, Chopper Haki, Lao Haki. Lao này chắc Lao Sura luôn hả? Không, chưa đủ cấp, chưa Sura được. Ok, đây là Lao phiên bản trẻ trâu nha anh em, rất là vui luôn. Mình thích rất là gặp mấy thanh niên trẻ trâu luôn. Những cái trận chiến bây giờ nó còn hay hơn cả những cái trận chiến bây giờ nữa. À không, ý mình là những cái trận chiến của những nick trẻ trâu giờ nó còn hay hơn cả những cái trận chiến mà như kiểu ISO, Đông Lâm Liên Châu đánh nhau anh em. Nói thiệt là mình rất là chán với cái trận chiến đó luôn. Vào cứ quanh hít bốc hơi xem sao anh em. Còn bây giờ xem mấy cái trận này trẻ trâu Sanji rồi đá Luffy bốc hơi đấm rồi khá là căng đó anh em. Ui, tính rạp của bạn này khá là nhiều củ hiếm. Đầu tiên thì mình sâu luôn về túi đồ cái ra, thì túi đồ nó cho mình cũng không biết đặc biệt thôi, chắc khỏi sâu về túi đồ đi. Hối hận khi mà vào túi đồ quá. Đồ thôi anh em, nói chung thì ạc nào mọi người mình đều vào túi đồ các kiểu đầy đủ hết, yên tâm đi anh em. Rồi bây giờ mình sâu đồng đội luôn nha. Nhân vật chính của chúng ta thì thời trang này là thời trang giống mình nè, thời trang chiến sĩ nhưng mà mang kiểu phong cách Halloween ấy, khá là giống mình. Đặc biệt kiếm rất là to, đeo kính đen, đồ đen, tóc vàng, Sugoku các kiểu. Hệ số cao nhất là S không dấu của vật công và tiền chiêu, mà công S trừ. Rồi, vật phòng và tiền chiêu phòng cũng là S trừ luôn. Trái quỷ thì chưa mở cột thứ 3, trái tri thức và trái tuyết quay với lốc xoáy là hai trái hai cột. Rồi, vũ khí rèn 100, rèn 100, ok đúng 100 luôn, level 70%. Rồi, bỏ trái tim luôn nha anh em, mắt sao vàng một sao đỏ. Rồi, đồng đội tiếp theo là Ken. Trái Titan, trái này thì miễn dịch được choáng thì phải. Đúng rồi, trái này miễn dịch được choáng. Trái này 7 sao nha anh em, 7 sao. Nhận rèn 100 luôn, còn 60%, bảo thạch này bảo thạch còn 7 sao nè. Bảo thạch này bảo thạch hình như kiểu hình lục giác, hình ngũ giác đó anh em, hình lục giác, chính xác là lục giác. Rồi ok. Tiếp theo nữa là cây Yahaki. Cái Haki chúng ta thì có ma khí rèn 90 thôi, còn 45% bảo hạch này bảo hạch kim cương. Còn khá là cùi phải không? Giai đoạn sơ khai để côn trùng để bây dựng lại cộng 10. What the hell?
trái tịnh hóa cộng 10. Ui khoan 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 anh em ơi đừng nói với mình đây là tất cả đều là full trái cộng 10 nha. Trái cộng 10 nè, cộng 10 nè, cái bậc 9 nè. Cộng 10. Cộng 10. Trời ơi, đây là một cái phiên bản hack là có thật. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Này cộng 10 luôn. Ui, cộng 10 full rồi anh em ơi. Hơi căng đấy nha. Căng đó nha anh em. Cộng 10 hết là hơi căng á. Ui cộng 10 luôn nè. Ui cộng 10 luôn nè. Những đứa không chơi cũng có cộng 10 luôn anh em. Có một sự hack game nhẹ ở đây. Ui cộng 10. Ui cộng 10 trời ơi. Thằng chopper này thì tiền ma khí 90, cộng 45% luôn, tương tự với cây da. Thằng lưu hi bốc hơi tất nhiên không chơi cũng phải cộng 10 rồi anh em. Ui. Hơi sai rồi anh em ơi. Cái định luật, cái lời của hiện cộng 10 đã chấm dứt rồi. Cái này cộng 4 à. Này thì cộng 0 luôn. Ok. Những đứa chơi chắc chắn phải cộng 10 rồi anh em. Đấy, dừng lại tri thức này. Cái quanh OP OP cơ bản này. Đấy anh lao này thì rèn cho 95, 160% và hệ lục giá. Mà cộng SS trừ, 2S trừ, quá ngon. Lại tiếp tục là một thanh niên Jim Bell thời trẻ trâu, đứa con của biển nhưng mà chưa đi tắm biển lần nào. Cho nên thật ra là vẫn còn trẻ trâu. Ôi, thêm đây một thanh niên của biển nữa. Đây là người cá Fukabushi. Đây là Hody, Hody thô bạo, các kiểu đại điểu. Ok, cũng ghê đấy anh em, cũng ghê, nói chung là cũng được. Làm giờ mình sẽ vào phó bạn như chiến luôn. Xem sao nào, phó bạn 112. Phó bạn này thì hiện tại bên đặt tương thủ mình cũng chưa đi tới nữa. Ok, ok, mình sẽ đánh con boss luôn xem sao. Đánh thanh niên này đi. Rồi, đầu tiên là Ken tung trưởng nè. Ken tung trưởng, Kale. Ui dồi ôi, đạp cũng yếu thôi anh em, cũng không có gì đặc sắc. Trông cậy nhân vật chính coi. Tin tưởng, mình tin tưởng nhân vật chính. Để xem nhân vật chính có làm nên trò trống gì không. Ken lãnh sao chổi. Ui, được 300k. Máu tụi này là 200k. Bao nhiêu 300k là nói chung cũng hơn 100k rồi. Cũng thỏa mãn rồi anh em. Thằng Lao dùng thì kêu rum thì cũng khá là mạnh. Trong này chỉ có Ken là yếu nhất thì phải. Chán thiệt nha, bao đường 196k. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, thanh niên kia cũng có cái búa gì kìa. Anh em hình như làm chung gara với Ken hồi xưa hay sao á. Xài búa rồi, các kiểu cũng chuyên nghiệp đấy. Cũng chuyên nghiệp đấy em. Chuyên nghiệp đấy, nhưng mà thôi phải giết thôi anh em. Chuyên nghiệp cũng phải giết thôi. Rồi, ok, win. Đấy anh em, hồi máu quá trời luôn nè. Tụi em chả mất máu luôn. Trời ơi. Trận hình full hồi máu, căng thẳng quá nhờ. Rồi, ok. Rồi, do thời gian không có nhiều cho nên mình chỉ có thể sau phó bản thôi. Bây giờ mình sẽ đến với bản tiếp theo luôn cho đỡ mất thời gian của anh em nhé. Ok, và bạn tiếp theo mình sau sẽ là bạn Võ Thành Nhân. Bạn Võ Thành Nhân này thì avatar chắc là bạn ấy luôn rồi. Chụp từ phía sau đang ngắm nhìn một cái gì đó. Có thể là ngắm nhìn một con tắc kè, hay một con tắc ké, hay là một con ve sầu, hay là một con le le gì đó thì mình không biết. Rồi ok. Và anh bìa của bạn thì nói chung là liên quan tới hóa học thì phải. C4H10 cộng O2 suy ra cái phương trình. Một số cái phương trình hóa học. ZN cộng COSO4 ra ZN SO4 cộng CU. Ủa là sao? Nó cũng ngược lại vậy đó hả? À, nó hoán đổi vị trí vô nhau rồi vậy. Cái này chắc là một cái những cái hóa học cao cấp mình chưa thể nào mà học tới. Cho nên thôi tạm thời cứ kể đi đẹp. Rồi ok, sao cho bạn Võ Thành Nhân nha. Ok anh em, ạc của bạn Võ Thành Nhân này theo như gửi cho mình thì cho bên server 1 của Star Play anh em. Wow, cái server đầu tiên ra đời luôn, server Luffy. Quá là căng thẳng. Nhưng bạn nào còn chơi ở server 1 Luffy của Dota 8 Play này thì có thể để lại comment để nhận họ hàng bà con nha. Đây là một thực sự là một cái trường hợp rất là hiếm gặp luôn. Server đầu tiên của Cuba hội tặc. Wow, chơi rất là lâu rồi đẹp. Nhưng mà có điều là server đầu tiên nhưng mà chùm server lại không mạnh nhất nha. Hơi sai. Đúng thiệt là càng ngày các thế hệ càng ghê gớm gì phải. Ôi, nó bị mất kết nối rồi. Càng ngày các thế hệ siêu tân tinh bây giờ càng vượt mặt các đời trước rồi anh em. Bởi vậy mới nói là các tứ hoàng bây giờ bị vượt mặt hết rồi nên chán thiệt chứ. Mặc dù là vậy nhưng mà nói chung bị sức mạnh vẫn bá đạo thôi. Sức mạnh thì vẫn là ghê gớm thôi. Quanh bi dạo này mà không biết có gì ghê gớm hay không thì mình không biết. Nhưng mà nói chung ấy là mình thấy các siêu tân tinh bây giờ mạnh lắm. Và không biết là hiện tại bây giờ là các siêu tân tinh có siêu tinh nào nổi trội không. Nếu mà anh em có thông tin nào của các chùm server mới mà mạnh mẽ thì anh em cứ để lại comment hoặc là gửi tin nhắn cho mình để mình sau nha. Chứ mình thì cũng không cập nhật thông tin thường xuyên lắm. Rồi ok. Ủa what the hell cái gì đấy? À, như bạn ấy cũng mới chơi thôi. Cấp 113 anh em. Tên nhân vật là Nhân. Được chiến là 1.500.000. VIP là VIP 9. Wow, VIP 9 luôn. Cái này có khi nào là chơi ở cái con ạc nào đó rồi.
rồi đưa sang không ta, giống như mình chơi bên server 11 không, cái mình đưa sang server 5S490 đó anh em, được VIP 5 đấy. Còn đi này chắc cũng tương tự quá. Số tiền tổng cộng đã nạp là 11.149.000 anh em ơi. Hơn 10 triệu đấy, đừng đùa à, hơn 10 triệu. Cũng nói chung là trong cái clip này, clip hình như là clip trước luôn, hình như đây là cái con ặc mà nạp nhiều nhất đấy anh em. 10 triệu, hơn 10 triệu là ghê rồi. Rồi tới đây một lần nhân, được chiến như mình nói 1.500.000. Trận hình thì chúng ta bao gồm có Zimbel. Ui, sao dạo này mình gặp Zimbel trẻ trâu này nhiều quá nhỉ. Rồi lát sau sau cũng được. À, về cái tinh bàn thì đang chơi tinh bàn thiên kiếm giả luôn. Cấp 113 cho thiên kiếm giả, what the hell. Đùa mình à. À đù, đừng đùa nha anh em. Ôi ôi. Cái kiếm ma đạo sư thì thanh niên kiếm ở đâu ra ta. Một là thanh niên mua trong giảm giá, hai thanh niên đổi trong đây thôi. Xem cái này là mình biết à. À thanh đổi tới Aoki, chưa đổi Aoki luôn mới đổi thanh niên này. Chứng tỏ là làm sao mà đủ mà mua cái đi kiếp ma đạo sư. Đây 100k, cái kiếp ma đạo sư nếu không nhầm được 100k. Thanh niên này mới được 33k thôi. Ui dồi ôi, chứng tỏ là thanh niên này mua trong giảm giá rồi. Mua trong giảm giá có bí kiếp ma đạo sư nên em cho nhanh. Mua xong kích hoạt luôn, sau đó chơi tiếp là bí kiếp thiên kiếm giả. Thiên kiếm giả thì sẽ kiếm dễ hơn thì phải. Hình như thiên kiếm giả là trong cái hoạt động gì á, hoạt động mà tranh bá trên biển thì phải. Ok. Rồi ok. Vì đồng đội thì chúng ta có nhân vật chính hệ số cao nhất là 3S cộng, chuẩn bị lên 4S trừ hoàng kim, cũng khá là ghê. Rồi, còn những hệ số bên tam phòng là một tím riệm luôn. Màu tím riệm luôn anh em. Chắc quỷ thì có bao gồm cam xanh lớn và trái hổ đen với bộ ba thùy. Đôi cánh này là hải chi tử chương, không biết là có nghĩa là gì, nhưng mà ui. Bên trang đồng đội có 6 người thôi à, ghê. Vũ khí đều 100 nè, mắt số vàng, mắt số đỏ nè, 100% nè. Ui dồi, cũng khá là gắt đấy anh em. Ok, báu vật thì đang mang cũng khá là hỗn loạn. Tiếp theo là cây da thì cũng không có gì đặc biệt. Bo này cũng là bo trẻ trâu nè. Bo này là bo, vậy là chưa đi tán Luffy nè. Rồi, đây là Brook. Trò chơi cả Brook luôn, Brook đều Brook Haki rồi. Đây là Luffy trẻ trâu, một đợt nâng cấp khá là ghê, 90%. Zimbel trẻ trâu, đứa con của biển nhưng mà chưa đi tắm biển lần nào. Ôi trời ơi, còn công 3 không giấu. Kìa đấy, giáp bảo hộ đồ các kiểu nha đem đầy đủ. Ôi mũ bảo hiểm luôn đây. Cây cũng ghê đó chứ đừng đùa nè, sao mà lần theo lượt chiến hơi thấp đó nhỉ. 1.500.000 hả anh em? À 1.500.000 tính ra là cũng ghê đấy. 113 là 9.500.000 là ghê rồi anh em. Trời, nãy giờ mình nhìn nhầm. Sorry anh em, mình hơi nhìn nhầm một chút về cái lực chiến. Rồi, nói thiệt anh em là bây giờ mà đi phó bảng đấu trường là hơi bị bá luôn. Cho anh em coi xếp hạng. What the hell. Hơi bị bá nhưng mà vô thì thấy 500 mấy. Trời ơi, ghê vậy. Trời ơi, đấu trường. À, đi server 1 anh em. Chắc là nhiều cao thủ cày phá rồi cho nên bây giờ là thanh niên này vô sâu không có cày kịp. Có bạn là level 114 nè. Đánh thử với thanh niên Basista vậy đây coi. Basifita. Ok anh em, chơi luôn hai thằng luôn. Chơi luôn, sợ gì. Rồi bay liền. Ui, cái định mệnh nhà nó. Ui, Zimbel này không phải Zimbel vừa rồi anh em ơi. Zimbel này không phải đứa con của biển, chưa đi tắm biển rồi anh em. Đây là chẳng qua là đi tắm nhiều rồi mà chưa thích xuống biển thôi anh em. Tắm rồi nhưng mà chưa thích xuống biển thì làm đứa con của biển thôi. Trời ơi, nó đấm kìa. Ồ, đấm à. Ui, nó đâm mấy đứa nó thành bọt biển luôn anh em ơi. Đấm ghê vãi. Mới thì điền bà Phi Sita này không đủ tuổi. Rồi, ok thôi được rồi. Nhưng mà hôm nay cũng khá là nhiều kỷ niệm và cũng khá là nhiều ấn tượng của mình đối với mấy cái con hạt này. À, cảm ơn anh em một lần nữa rất là nhiều đã theo dõi clip của mình và hẹn gặp anh em vào những clip sau hạt tiếp theo. Cũng như là những bạn nào chưa tham gia thì nhớ comment và nhớ tham gia bằng cách là comment ở status và gửi hạt qua Facebook của mình nha. Link status mình sẽ để phần mô tả, anh em có thể kéo xuống bên dưới là thấy thôi. Rất là nhanh chóng gọn lẹ thôi. Rồi. Chúc anh em một ngày thật là tuyệt vời và xem clip nhớ like, share, subscribe đăng ký kênh đầy đủ cũng như là có quảng cáo thì nhớ kích vào quảng cáo ủng hộ cho mình nhé. Ok.